Má bữa nay đi Tắm chợ rồi. tà má ơi, gặp chết mẹ. Vậy tao má lấy cả trên tám bắn cày. Nam số điện thoại, số điện thoại vậy mà số mấy vậy Nam? Hỏi kệ vậy. Tao tao ta kêu giùm Nam để Nam nhắn tin nó không trả lời rồi để Nam đợi. Đi má, tao nhắn tin nó rồi nó trả lời tao một cái là tao đi nữa đó là đó, Nam mốt xài vợ luôn á. Thế thiệt rồi. Mày tao giống như ông thiệt. Sợ BD. Phật Phật luôn. But since we're from my the way I came from, you know. No. Cứ gì đi ba nhà sống lục không hả? À, nãy giờ có Mấy gì hết. súng tàn cùi không hả? Update này lại có súng đâu. Bớt súng Làm gì vậy? Phá nó hả? Lỡ tay, lỡ tay, lỡ tay, lỡ tay. Đụng má, đụng là tao đụng má lớn Đụng tao mà đụng hết hậu hết chín nữa mày. Đụng má, mình biết cái bên mà nó bắn. Tao mà tao không biết gì đâu. Má mà mày này súng lục á, bữa cây AK nó đã tay nó bắn, tao cũng giật mình theo đó. Có ca live bên đây nè. Ok, Unbelievable. được rồi. Ai nhắm không? Có tám nè. Có rồi mày. Từ tờ nay bớt tại rồi mày. Chết trước. Mày ăn nào chứ chứ. Ông ăn cái lựu đạn không chết chứ ai. Trời ơi má. Lần đầu tiên tao chưa chết lựu đạn đâu giờ. Có bị cứu hồi chiều. Thì đầu kiểu quăng cá nhảm hay nồi không biết. Anh cứu ra một về một. Thả này tao quăng cái lựu đạn người ta nói thắng có chừng lựu đạn thắng hơn đúng quá thắng chạy mất tiền tao đứng lại ở dòng tạo không thắng đâu cần nhìn ủa ủa lộn lộn phải thằng tiên tấn tấn lộn à nãy hả lộn tên đã tao nghe quăng lựu đạn rồi mà tao đâu tao biết biết nó đứng gần vậy tao biết nó quăng tôi đang canh luôn thằng bên kia hai bên nó quăng luôn quá kinh quá hai thằng nó bao luôn kinh quá ừ đỉnh hoàng luôn quá đợi hai thằng đứng knock out luôn quá sàn lòng nội nào cho tao mấy thằng tuấn quá trời gì mấy tiện cứu đó cứu ông nó chết mình tấn mình bị giết cái nó cầm len tấn tụi nó người nói bị giết cái đéo cầm len sao không á ông cầm lên tao cuộc mình ngõ không á cầm lên nào sao không mấy chừng nào ông cầm lên bây giờ có nhắm hả bây giờ có để chết bát không có chưa 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 có gì nhắm y tám nè tao cho đồ đó có rồi coi thấy UMP không mày có mà bốn không tao thấy mà bốn nãy giờ không không có không thì có má chào ta à theo mày cho rồi mày kêu tao tả mày giết rồi giết nó lấy lên cho nó đi ngủ sớm đi tao chơi cái rút này đâu không ổn rồi rút này không có tim quật rồi tìm vợ sao muốn tìm vợ sao má gì đầm đội lấy đồ đúng rồi là tìm vợ quá rồi tìm vợ đi một cặp kiểu đó là trời má không có chỗ câu vợ kiểu kia á giúp đồng đội má, đó tìm vợ quá định
Ở Nam rồi má, ông nội má, ông bắn ngoài đường mới tính bơ. Ông có chỗ nóc mà ông nội bắn tính bơ được thì thôi mà. Nghĩ nó chơi cái style bắn nó là vậy à. Không có chỉnh cái style của nó lại được đâu. Ủa, khô máu. Ông nội má đến trên đường, ông bắn tính bơ được thì thôi mà. Má tên bọ, má tên bọ là đã đạn nhầm không? Bà lô ba nè, nào lấy không? Chơi giống thầy chơi bao giờ thắng hết mày. Có bữa thắng trận. Đường trận á, thắng đường trận. Nói vậy tội ông ấy. Má nó flame lên mình như giật rượu á. Má chơi đồ má thắng được trận cái ổng lắm em. Trận không thầy tạ mau lực đồ mất cả tí đồng hồ luôn á. Bỏ thật chưa. Đúng. Mà lần nữa mấy ông kìa bỏ đúng không? Lúc đò hồi đứng là lửa. Lửa như lửa cá. Cái gì vậy? Má hồi OMG thấy quá trời hồi kiếm cây đéo có. Ê, muốn lấy gì? UMP. UMP qua đây cho nguyên cây. Cái sợ không mày? Full set luôn qua đây. Mày. Cái gì mày? Có compressor cho rifle không? Là có. Đúng rồi, đúng rồi. Ê. Qua đây. Tao pin nha. Trong cái nhà này á, tao dùng cái UMP full set trên đây luôn. Với ông bắn gì? AK. Thôi. Chơi đang mang đạn. Lấy UG không nè? Thôi được rồi. Đây sẽ thông qua ai. Bump out, it's show time. UMP đây nữa nè. Má tao nói giờ bắn cho bắn ông thì chắc cho ông đi ngủ sớm đi. Mày bắn mày. Tao chưa buồn. Sớm đi hiện ơi, mai chạy lên, mai chạy mày lên đây mày hiện ơi. Mày vô ai mày? Anh Hiền ơi, anh Hiền ngủ đi. Tập phát mày. Ủa má dứt vậy, dứt đi ông nội. Có cái anh Hiền ngủ mà mày là. Khi mày mới chơi với Hiền được, Hiền ơi, anh Hiền ngủ đi. Cho định mai cho cái xe sao? Không, cái tăng đạn cho rifle á. Có mà nãy giờ đi rồi mấy lần. Tao có này mày ơi. Tăng đạn thôi cũng được đó, khỏi cần nhanh. Ủa, tao cho mày nguyên bộ mà tính, nói gì tính. Đâu, cái cho cây khác rifle, còn nó SMG mà. Cây gì? Kalai. Có. Chứ cái SKS tao có 2 cái luôn à, tao đang cầm 2 cái luôn. Mà bổn đâu không? Không. Rồi, mình trong bo luôn hả? Sướng vậy. Để qua cho mày luôn. Đồ này nó ngu quá giá rồi. Mấy thanh niên này mê mua nó tốt hết hả? Ai? Thằng quân mê nó mới mua cái gì đó. Razor Blade gì 27 nè. Má cái đó rã lắm, mỏng chảnh nè. Thấy ghê lắm. Chơi game được không? Chơi game thì vô tư mà mắc chút mà. Nhiều. Cách chơi khó chịu mẹ. Đập tao mới qua tính một cái mát mà béo. AK đang bẫy với chảo bên đây nè, chung nhà luôn ai lấy. Cái mát, dở lắm mẹ. Tao chẳng tính mua sao? Tao đợt tao tính mua mát rồi chứ mà thôi tao thấy rồi á. Không mà anh không xài Mac Pro này má, ông má ông chơi liên minh không là ông sập. Lát. Ừ. Má ông chơi liên minh ông chưa lát á, kêu má đội tao tắt máy hoài. Kêu máy tao không mạng đi. Mẹ là. Ông Hiền lấy đạn 7 không? Lấy chứ. Dưới nhà nè. Pin đi. Đây nè, kéo bên nè. Còn ai lấy vô đây. Ít 4 lấy không? Ok, dần cái. Bốn có dư hai cái luôn. Đấy, không đủ chỗ. Trong nhà.
Cái bốn này của ai à? Của tao. Lấy đi. Cái phát kia ra cần máu không? À, tao có 4 cục rồi. Này, máu mày có đưa nhiều ông cũng chết rồi thôi khỏi đưa cũng được. Không, không. Không. Ông, ông là hỏi gì ông cũng cần hết á. Nữa. Ở ngoài nữa. Mà. Quê nghỉ mày, để chơi nữa mày. Nam nó đợi câu đó đó. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Má buồn ngủ mày. Ừ, bển ổn thế, bển 12 giờ. 12 giờ, 1 giờ rồi quá. Ừ, ngủ nha. Có xe nè, dòng xa. Nào, với xe bị đại. Khúc đó luôn hả, bị đại. Xe nó mang nó đổ được. Đổ không vậy nhà đó. Ờ mày lấy. Đi đây là tới đây chở lấy chiếc xe nào không? Ok, ngoài đường nè. Chỗ đây rồi. Ngoài đường có, đây. Ngoài đường có nè. Ai vậy không có bao nhiêu cái. Cái gì? Chết bác hả? Không có hiện đi ngủ thiệt đó hiện. Thì đổ máy sống chậm. Đuôi em. Cái đuôi em pho. Tâm giờ chơi tâm giờ. Không gọi hả? Chưa má ơi. Đi chung xe luôn đi lại. Thôi đi xe mô tô cho nó lạ. Nó lại xe này chạy nắm xe. Đến cướp sao dục hết rồi. Điện đâu? Dư á. Điện đâu không? Điện đâu? Điện đâu? Điện đâu? Nó đang chạy qua nè. Chạy qua nè. Nó chạy qua cầu luôn hả? Bắt cái rôn. Dứt ra khỏi. Cái này đi chung xe đi mới đợi. Ra lên một nội má ngồi bốn đứa mà tỷ lệ nó bắn nó cao. Có nhà có người dưới nhà kìa. Có người dưới nhà kìa. Nhà dưới luôn á. Đọc chính lẻ đi. Nhà dưới có người kìa. Quẹ lên núi đi. Thì qua đây chắc cũng nó không có giờ để chờ nó. Ủa chứ không phải là đồ á. Đây còn phòng. Chảo đâu rồi. Mà sao phải đi xem. Đi xem. Let's go boys. Bắn bể xe nó ta. Đi bộ. Chắc là nhà nào á? Chạy rồi, chạy rồi. Phải chạy đi. Chạy cầu bên phải đi. Có tim nữa kìa. Ê chàng, sếp ê chàng cũng nam luôn à. Tôi quên để ý nữa. Hollywood nữa. Vô giữa vòng luôn hả? Cái lớn này. Ủa cái supply đâu rồi ta? Dạ muốn ăn rồi á, muốn ăn hòm à. Ăn cái hòm ăn luôn đó. Hôm qua bán ngay tiếp điều đã mình là ở nhà này, có người ở đây kêu chơi nữa đúng không? Dần kéo nhà này. Có người bên nhà đối diện, có dần. Có dần trên nóc nhà bây giờ giống hồi trưa mày. Nó quăng bơm nó bên kia đó rồi, nó bên kia đó rồi. Cái gì vậy? Nó quăng bơm quá trời bên kia nhà đối diện kìa. Nó đạn quá trời. Tụi nó bao thằng kia chứ má nổ xe nó vừa nay kìa. Hai team bắn lộn hay sao? Hai xe rồi. Hai team đang bắn nhau.
hai team bắn nhau. Một hàng ngoài cửa, một hàng ngoài cửa nghe chiếc xe nổ á. Có đây tôi đang canh sau luôn. Nóc rồi. Hay. Giết được, giết luôn, giết được, giết luôn. Đâu nó quăng à. Nó quăng à. Tụi nó có giữ cái chục chiếc bơm giùm cái ốc cá bơm hết ta. Còn như bạn nghe, còn như bạn nghe. Còn hai thằng trong nhà trên lầu 2 á. Ủa Phúc bắn ai ghê chạy. Bắn thằng ngay cửa. Nhà nó giùm ghe luôn. Hết hay luôn. Xong rồi. Quay quay trên núi bắn nào. Trên núi hướng S á. S195. Bỏ đi, nó bơm máu chạy vô. Chạy chạy ngược vô lại đây nè. Ok. Nhà là mò một thằng. Tao bắn nó là một bạn một hit rồi. Lầu 2 nữa, lầu 2 bên nhà này. Nó lô rồi, nó lô rồi đó. Ở trên đồi là ở đâu tao? Hướng sau nhưng mà nếu thấy được nó. Lầu 2 nhà đỏ nó bắn thôi nè. Vô nhà nạp đi. Ok, để bơm máu đây được. Thấy rồi, thấy rồi. Hướng 195, nghe cái đồi nhỏ, cái nhà vàng á, trên cái nghe nhà vàng luôn. Bên trái nhà vàng. Sợ, ờ thấy rồi, thấy rồi, thấy nó chạy rồi, nghe cái dốc. Nghe cái dốc nhà vàng với lại hai thằng trong nhà vàng. À, tụi sợ tụi trong nhà này bắn. Nhà này lầu 2 còn á. Cái dốc kìa, cái dốc kìa. Còn một thằng rồi, thằng tao biết. Còn hai thằng rồi, hai thằng rồi. Thằng lầu trên thằng lầu. Tao mới bắn một thằng lầu dưới xong. Hai đó làm rồi. Rớp kìa. Trên núi bắn. Chạy chạy vô đi. Núi bắn đâu. Supply rớt. Supply rớt gần trên kia kìa. Đâu ta. Còn mới thấy nè. Đóng gì. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Đâu. Rếp lưu em sau nhà, sau nhà cam. Nhà nào, nhà chiếc mạng đây hả? Ừ. Không, nhà cam trên núi á. Nè nè nè, nghe nghe nghe, nhà xanh nha, nhà xanh, nghe bờ tường nó nè. Hướng nhà, 285. Nhà xanh quét một thằng, nhà xanh quét một thằng. Nhà xanh quét một thằng. Con thằng kìa nó lú kìa. Thấy rồi. Mở 24 hay sao á. Đâu, K98. Ta dính 2 viên rồi. Bức tượng nhà xanh. Xét vô bỏ. Trời. Nó nhìn kìa, nó nhìn kìa. Chết rồi, chết luôn rồi. Có chừng lầu 2, có chừng lầu 2 giùm. Đúng rồi nồi kìa không? Xe lại nữa kìa. Nó chạy qua luôn. Nó vào một thằng hay cục đá rồi. Mày bắn nó chết hả Lisa? Thằng nó vào. Phía sau nhà cam có thằng á, phía sau nhà cam. Hướng sau á, phía sau nhà cam hướng sau. Sau lưng mình có nè. Sau lưng mình có, hướng nghe á. Qua nhà đó luôn không? Nó chạy tới cứu ra không hay bắn. Tại má đẹp nó cứu không hay. Ngay cục đá, cục đá. Đúng rồi, chống rồi Duyên rồi. Cái cục đá dưới đây có người đó nha. Cục đá đúng 95. Nó đang cũ tìm á. Tao thấy à. Sao lần kìa, đâu ta. Cục đá 195. Bên trái mình có, bên trái mình có hướng nghe á. Nãy nghe tiếng á. Anh bắn mẹ bánh xe rồi. Bên trái mình đéo có. Thấy không hiện? Cục đá bị cháy 195 á. Đéo thấy đường nữa. Đéo thấy luôn hả? Má đi ngủ đi thằng ơi. Má đi gặp người ta vô chơi cho. Con thằng đang nằm hướng 195. Đồ thấy đường được. Coi chừng sau lưng, coi chừng sau lưng ơi. Thằng ơi. Bên trái rồi, bên có, trái có, rồi, trên đồi 150, 150 có nhà đang chạy kìa, 150 60 trên đầu mình kìa, nó đang chạy vòng vô kìa, 60. Thấy còn ngoài vòng hay trong vòng. Trời chơi, nó mà đang chạy, nó đang chạy vòng. Nghe đời thấy. Đúng rồi, 60 thấy à. Đúng rồi. Rồi. Còn nữa, trên chiếc xe. Trước mặt, nó đang vô.
anh sau lưng nhìn anh nha, thì anh sau lưng đi. Đây, đây, trước đây, mặt đây. Trước mặt nó đang chạy vòng, trước mặt đang chạy vòng. Hiền ơi, Hiền có biết anh sau lưng là gì không Hiền? Cái thằng ngay cục đá chết chưa? Chưa. Thôi, má nó. Sao cái nhà trắng mấy ông có team á, mới gục được ngay ngay đó đó. What the fuck? Da đủ quá. Cái chạy chạy kìa. Ép được nó không mày đấy, con mình chạy chưa? Mình chạy đi, bỏ đi, chạy chưa? Nó chạy vòng. Tao lần hết rồi đúng không? Thấy cái thằng này nè. Tao không thấy. Chết rồi, bắn gì nữa. Ủa nó chưa chết hả? What the fuck? Ở chừng sau nhỏ nhà chẳng đó đâu hả? Mày. Đi nè, vòng kìa. Thấy xe không Tấn? Tấn bể xe mày nè. Xe kia còn đâu? Nghe cục đá hướng S á. Nó chạy kìa. Nó chạy à. Chạy bo đi. Tính nó bẻ cái nón luôn rồi. Nó chạy rồi đó. Bước đi. Có người, trong dưới đây có người. Quay. Nè, cạnh dưới đó đi. Tao lên đây. Bên trái á. Nón đâu? Mẹ không có nón à. Vậy. Bây giờ sao lon ông nó kìa, mày quá nó cao quá à. Chạy lên đi, tao bắn phụ cho. Thằng nó chết rồi, không đéo quá. Nó chạy kìa. Sao chạy, Nó có một AWM với lại một... Chung. Có hàng trên núi nữa. Cẩn thận trong hầm nha, nó có bước gì á. Ờ, thì nó chưa ra thì nó nằm dưới hầm đi. Ok, tao coi giùm nha. Cẩn thận nha, đứng nha. Trên núi. Có người không? Thấy không? Chưa thấy nào. Ê, núi chạy ra ngoài đường rồi, sau lưng kìa, 15 kìa. Không. Chạy xe, 3 người, 3 thằng. Chúng rồi. Đấy. Đúng rồi gì. Bỏ đi ông ơi. Ê, sao cái cây? Nó đã ép xong rồi, John đã sao? John này bỏ đi ơi. Nhon. Nghe cục đá nha. Nó đánh vô hầm mày ơi. Từ từ canh cửa ra. Bên đội bên kia hướng nào đúp cây á. Thấy chưa? Có xe vàng. Ở chừng sau lưng có người đó. Kìa trên 210 ngay cục đá đây. Bị kẹp hai bên rồi, sợ quá. Cái dọc đường bên kia bắn không có gấp, bắn không được mày. Lú ra nữa kìa, một viên rồi. Đâu có nón nữa nè. Ở ngoài đường à, 285 kìa. Vật đã trúng viên luôn. Ngày đá nó đi qua cây rồi kìa. Nhau rồi. 30 giây chạy xe không? Cục đá chết rồi. Còn một cái bò. Chạy lên cái thằng cục đá kìa, nó chết rồi. Có thằng cho nó à. Xe đi. Còn chiếc bất kỳ sao kìa? Còn chiếc bất kỳ sao kìa? Không, chạy bỏ đi. Ghi gì nó ghi. Cần mà. Mẹ tiện cán. Sau lưng mình có nha. Anh đi lại chứ. Gì? Trong hầm á hả? Ờ, trong bẫy bắn nè. Trong chỗ tập bắn này có thằng chạy ngang qua rồi. Ừ. Coi chừng trên núi có thằng đó. Nó bắn qua bên kia kìa. Cành ở sau lưng. Có thấy bớt, có hàng lấy bớt ghi lấy kìa. Đây nè, 300 nè, 300. Bớt ghi nè. Đúng rồi, chết rồi. Bớt.
gớt hàng rồi. Chết luôn rồi, chết luôn. Cho lon kìa, tặng cho lon chết rồi. Cái cây 300 nè, cây 300. Sao? Hướng 300 nè. Nãy thấy nó. Hình như nó chạy vô trong. Phải không ta? Vậy chị hướng 255 nó đang chạy bo. Phục một phần. Đi vòng không? Đi vòng đi. Đi vòng bên trái nè. Vô trong luôn không? Nó đâu bắn vậy? Bức tường 300 nè, hướng bên 300 nè. Okay. Đâu vậy? Chó chết. Hướng đâu 300 nè, hướng nghe. Nhà, 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 trong nhà. Trong nhà ba thằng. Gục một thằng rồi. Tôi nghe thằng bắn đâu gần quá. Nhà ba thằng á. Mình vô luôn đi, mình vô nhanh luôn, vô nhanh luôn. Ấy trước mặt mình hai thằng à. Thấy không, trước mặt nhà mình ba nè. Thằng. Thấy rồi, thấy rồi. Chắc 210 kìa. Chết rồi. Trong nhà, trong nhà. Còn thằng trong nhà tao bắn nó lô rồi, tao bắn nó lô dữ lắm rồi. Trên núi còn hả? Ai bắn hả? Còn thằng trong nhà. Trong nhà ba lần. Trong nhà, trong nhà. Rồi. Còn 4 thằng trong nhà hay sao lận? Giờ vô vòng trước canh nó ra mình bắn. Ok ok. Để bấm máu rồi chạy luôn. Con thằng chạy ra rồi đó nha. Hiền qua được không? Hiền qua được không? Canh canh mấy cái đường này, nghe mấy đường nó chạy vô nè. Bây giờ coi bên kia nó dọc dọc bức tường bây giờ. Coi. Ai còn nước không? Không, tôi hết nước rồi. Phá cửa nhà để chọi bơm không? Từ vô. Đừng ép mình đây nhấp trong zone đây mà. Mình đang trong zone, từ từ. Đừng ép quá Hiền. Rồi. Canh nhà đây, canh nhà đây. Không, tôi hết bơm rồi. Zone ngoài mình luôn mà, zone ngoài mình luôn mà. Không, ông nào ra đi, lùi ra luôn đi. Mình, nó chạy bo, mình bắn. Ông Hiền lùi đi, nó. Có thằng đi lẻ, có thằng thôi. Nè, nó ngồi trong nhà rồi thấy. Cứu phát ông ơi. Cứu ơi, cứu vào cho. Bây giờ coi thằng đi lẻ đi. Hai thằng trong nhà nữa. Ngồi xuống nhanh. Chuẩn bị lùi ra, lùi đi, lùi được không? Lùi được. Đi, ông lùi đi, tôi bơm máu cái. Nó ra kìa. Rồi, hay quá. Chết luôn. Vậy còn hai thằng. Cái đứa kia thôi. Má cái thằng đâu ta? Không có máu được là sao? Đổi súng khác bơm máu. Bị hoài à. Ông Hiền coi ngay cái đường này. Ngoài đây chắc rồi. Hai thằng á. Hai thằng. Má. Cặp gì lâu quá. Bạn đợi xíu bơm. Đúng mình luôn, nó phải chạy vô thôi, kệ bà đi. Sao vô đạn không được đi, chấm hỏi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn cái là biết à. Rồi, chạy đạn. Nó biết chỗ mà rồi. Mình trong bo mà mình đéo phải sợ. Nó bằng đồ đạn, nó bằng đồ đạn. Nó không, nó ngoài rìa nó cũng trong mà. Từ từ cũng được. Cũng trong hơn. Hai chị rồi. Nhưng mà có bức tường á, coi chừng nó chạy vô đây. Tao có gần đây nè. Đưa đây chợ cho. Ngoan đưa đây. Mình gần quách thằng nó. Từ từ, trời. Chưa để thấy. Tao ăn,
phi nha. Bỏ cả anh ta. Hừ, giáp nó hết rồi. Xem nè. Mày hết giờ nè, nó phải chạy thôi. Quên chắc rồi, ngủ quá. Má chứ, chứ bom quá trời cao vậy. Trời bom ngủ quá. Má tưởng quá trời, quá cái kiếm được. Fail thì thôi á. Trời cao. Đấy hả? Giờ mình lên bắn luôn hay sao? Không, để nó xuống đi. Ta bị kẹt đây rồi, mấy ông nội đừng đứng đây rồi. Em kẹt quá tập quá. Có ai đứng đó đâu. Đợi xíu nó đi, mở một phút đợi nó đi vô nó ép bên kia trước. Mình ép bên mình trước. Đông hơn mình ra luôn chứ, vòng cuối rồi. Lên được luôn nè. Hai thằng trên, hai thằng sau. Tôi lên luôn nha. Để coi. Rồi. Góc bên này thì không có đường đi ra man. Nó nằm kéo bên tao á. To. Đây nè, đây thằng nè. Đứng nè. Nó lấy lắm rồi. Hay quá. Cúi mà nó lấy lắm luôn. Bắn dùng phi chục phi không chết man.